Và vì cái lý do đó đó các bạn thấy được là nếu như mà những cái sàn lớn đó như là Coinbase họ có rất nhiều những người sử dụng những sàn này và họ là những cái sàn mà có giấy phép hoạt động cho nên rất dễ bị kiện. Nếu như mà sàn Coinbase đi, giả sử như họ ra cái quyết định là họ muốn đi list trong XRP thì sẽ dẫn đến là nhiều người bán trong XRP dẫn đến giá cây đi xuống nhưng mà lỡ như mà khi mà ra tòa XRP mà không có bị thua thì sẽ như thế nào? Sẽ có rất nhiều người điền đơn kiện công ty Coinbase nói là làm tổn thương đến cái chiêu đầu tư của họ làm cho họ mất tiền cho nên đó là điều thứ nhất Điều thứ nhì nữa nếu như mà công ty Coinbase mà không có chịu delist trong XRP lỡ như Mà đến cái ngày mà ra thông báo chính thức là XRP là một chứng khoán thì sẽ như thế nào Thì lúc đó các bạn sẽ thấy được là XRP lại đi xuống còn mạnh hơn nữa khiến cho nhiều người mất tiền Cho nên các bạn thấy được là một trong những vấn đề nan giải những sàn lớn là tại sao họ vẫn chưa có ra thông báo là Tại vì họ cần phải suy nghĩ đắn đo là bây giờ có nên delist hay là tiếp tục giữ đồng XRP Tại vì cả hai đều có cái hại và có lợi hết Cho nên bây giờ vẫn chưa biết được tình hình là như thế nào cho nên các bạn cần phải tiếp tục chờ đợi và cho đến tình hình bây giờ đó thì các bạn thấy là một trong những vấn đề có thể xảy ra là những sàn lớn như là sàn Coinbase hay là Binance có thể đưa ra thông báo đó là họ sẽ không cho những người ở Hoa Kỳ giao dịch đồng XRP trong thời điểm này chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi coi coi là những sàn lớn như thế nào nhưng mà nếu như mà các bạn thấy là XRP bị liệt vào một chứng khoán đó là rất là phiền phức tại vì những cái sàn này sẽ phải delist đồng XRP để họ trên căn bản là không có thể nào mà giữ một đồng chứng khoán được họ không có bằng kinh doanh chứng khoán và nhiều bạn thì nói là cũng đơn giản thôi thì XRP lên trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ không đơn giản như vậy, tại vì một trong cái vấn đề cốt lõi của vụ kiện này đó chính là đồng XRP này được bán bởi công ty Ripple Labs mà đồng XRP này là một cái đồng chứng khoán mà không được đăng ký, chưa có giấy phép kinh doanh từ SEC. Cho nên mà thì được đây là một vấn đề rất là lớn và nếu như bị liệt vào chứng khoán rồi đó thì các bạn thấy là đồng XRP này công ty Ripple Labs là phải đưa ra những cái đơn để mà xin được bán đồng XRP này như là một chứng khoán thì lúc đó xin thế nào, lúc đó các bạn thấy được là sẽ dẫn đến là SEC có thể không chấp nhận tại vì không đầy đủ chứng từ không hợp lý, trên XRP này sẽ không có nơi dùng thân. Đây là điều rất quan trọng và nhiều người hỏi thường là nếu như mà những sàn delist xong XRP này đó thì những người trên sàn được bồi thường hay là không? Thì thường không nghĩ như vậy. Các bạn thấy là khi mà delist thì trước đây như mà nào mà đã À, bị delist những đồng mà mình yêu thích trên sàn thì sàn chỉ đơn giản đưa một cái thông báo là trong vòng 2 tuần, 3 tuần gì đó là sẽ delist cho nên các bạn nào mà không di chuyển đồng XRP ra khỏi sàn hay là không bán hết thì sẽ coi như là bị mất tiền Đây là cách hoạt động của sàn chứ không ai bồi thường các bạn hết Và chúng ta nhìn vào cái tình hình bây giờ đó thì các bạn thấy được là cũng rất là khó khăn cho đồng XRP. Vấn đề liên quan đến vụ kiện này các bạn thấy là có rất là nhiều những cái lời cáo buộc thực sự mà nói là cũng rất quan trọng, rất khác với những vụ kiện trước đây. Tôi chia sẻ chi tiết trong những cái video thường làm ngày hôm qua 880 và 881. Cho nên các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình của những cái crypto bây giờ đó thì câu hỏi thường nhận được rất là nhiều là bây giờ có nên lo lắng hay không tại vì cái thông tin uh, Ripple có thể là trở thành một cái đồng chứng khoán đồng XRP này thì đã dẫn đến một cái sự xuống giá trong thị crypto này rất là nhiều những người mà đầu tư những cái dự án altcoin đó rất là lo lắng nhưng mà câu trả lời của thần bây giờ là nếu như các bạn thực sự lo lắng về cái phương diện pháp lý đó thì các bạn chỉ nên đầu tư bitcoin và Ethereum mà thôi tại vì cho tới bây giờ chỉ có hai đồng duy nhất được công nhận không phải là chứng khoán đó chính là bitcoin và Ethereum tất cả những đồng còn lại đều có cơ hội là chứng khoán hết đó là câu trả lời của Thuận Và thứ nhì nữa như bạn hỏi Thuận là Có phải nếu như mà XRP bị liệt vào chứng khoán ở Hoa Kỳ bởi SEC Bàn quản lý chứng khoán đó Thì lúc đó đồng XRP sẽ không được động trên những sàn như của Hoa Kỳ Nhưng mà những sàn ở những nước khác vẫn được hay không Thì cơ hội đó rất là mỏng manh Các bạn cần nên biết là một trong những cái vấn đề liên quan đến SEC đó là họ rất là có quyền lực nhưng mà nào mà cũng đã nhìn vào cái văn bản bị kiện về SEC trước đây đây cũng đã biết là cái sự ảnh hưởng như thế nào và thật ra mà nói là trên những quốc gia lớn các bạn thấy được là rất nhiều những quốc gia lớn nó kết nối với nhau trong cái phương diện tài chính chúng ta có những cái hiệp hội như là G20 hay là chúng ta có những cái hiệp hội như là Basel của những ngân hàng thì luật đều ra đồng điều hết có nghĩa là nếu như mà SEC ra quyết định là EXA phiếu chứng khoán thì có thể nói là Hồng Kông cũng sẽ ra cái luật tương tự hay là các bạn thấy châu Âu hay nước Anh hay là Canada cũng sẽ ra luật tương tự cho nên nếu như điều xảy ra thì rất là tệ với lại XRP sẽ không có chỗ dung thân cho nên không đơn giản là đây là cái vấn đề của Hoa Kỳ mà đây là cái, là cái vấn đề của cả sự sống còn của XRP bây giờ các bạn thấy được là trước đây thì SEC đã kiện rất nhiều dự án như là thì Arian hay là Ripple Labs Chúng ta đang nói tới hiện bây giờ ShipChain uh, kiện ngay cả những người nổi tiếng như là John McAfee vì đã Quảng bá những cái đồng crypto Mà không có đưa ra những cái thông tin là Đang nhận tiền để quảng bá Hay là cái so Blockchain cũng bị kiện Bởi SEC, cho bạn thấy được là chúng ta có rất nhiều Những dự án, nhưng mà chúng ta chỉ nói tới những dự án lớn mà thôi Ngay cả công ty uh, Telegram Group là một công ty của nước Nga Các bạn nên nhớ là Telegram Group là công ty của nước Nga Mà không chỉ là SEC Không cho bán người dân Hoa Kỳ mà SEC cũng bán là dẹp luôn ICO này và cuối cùng các bạn thấy là Tem cũng phải nhượng bộ và không tiếp tục bán ICO. Block One là cái vụ kiện liên quan tới đồng US tại vì Block One này công ty đứng sau lưng. Thì nhiều người hy vọng là cái vụ kiện này liên quan tới XRP sẽ như là Block One cuối cùng đóng phạt mà thôi. Nhưng mà cái vấn đề rất khác ở đây đó là có hai vấn đề lớn. Thứ nhất là khi mà chúng ta nói tới vụ kiện Block One của đồng US đó thì lúc đó là họ đã bán xong hết tất cả đồng US rồi. Và thứ nhì nữa là không có những cái đơn kiện Newton trực tiếp những người lãnh đạo của Block One đó, là đang làm giá thị trường cho nên đây là hai cái vấn đề rất là khác so với lại tình hình của Block One với lại tình hình của XRP tình hình XRP bây giờ đó XRP vẫn còn 55% chưa có bán thứ gì nữa là đồng XRP đó những cái người lãnh đạo đó hai người lãnh đạo mà chúng ta nói tới là Chris Larsen và Brad house hai người này đang bị kiện là cố tình làm giá thị trường và có dẫn chứng và bằng chứng cho nên đây là sự khác biệt rất lớn mà thường ngay cả kick không vậy kick cuối cùng sau khi nhiều lần chống chọi với SEC thì cũng đã bị SEC dẹp các bạn thấy là Mutual Coin cũng vậy uh, Floyd Mayweather một trong những cái Nhà đánh bốc quyền Anh rất là nổi tiếng Thì cũng bị SEC kiện tại vì đã promote nghĩa là đã quảng bá những cái token mà không có nói rõ là đã nhận tiền để quảng bá rất nhiều và rất nhiều các bạn thấy được là Titanium Blockchain, Longfin Corporation và điều mình thường muốn chia sẻ với bạn ở đây đó là cái vấn đề này không phải là chỉ riêng của Hoa Kỳ mà là ảnh hưởng đến cả thế giới tại vì SEC quyền lực rất là lớn và thế giới kết nối với nhau về phương diện tài chính thì những nước đồng minh với lại Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái quy định tương tự đây là cái điều mà thường muốn chia sẻ và các bạn cũng nên nhớ là Hoa Kỳ đó thì có rất nhiều quyền lực chúng ta nhìn vào tình hình của một cái dự án lừa đảo trước đây đi đó chính là dự án gì các bạn cũng đã biết nếu như các bạn nhìn vào năm 2017 đó dự án lừa đảo lớn nhất mà thậm chí có thể là vào cái top 20 ở trên Comic Cap đó chính là dự án Bitconnect thì các bạn thấy được là Bitconnect đó, cái vấn đề mà khiến cho cái dự án này bị sụp đổ đó đây là một dự án lừa đảo rất là lớn một cái dự án ponzi scheme nhưng mà cuối cùng bị sụp đổ tại vì sao tại vì đã bắt đầu lấn qua đến hoa kỳ cuối cùng đã bị tiểu bang thắt xích kiện rồi một số tiểu bang khác kiện dẫn đến là Công ty connect này hoàn toàn bị tiêu diệt. Các bạn có thể nhớ là trước đó đã hoạt động gần như là hơn một năm trong những quốc gia mà không phải là Hoa Kỳ, những quốc gia ở châu Âu, ngay cả những quốc gia ở châu Á hoạt động rất là mạnh. Đây là một dự án lừa đảo hoạt động rất là mạnh nhưng mà chỉ cần đụng tới Hoa Kỳ thôi thì đã bị dẹp hoàn toàn. Cho nên các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ là lớn cơ nào. Đây là cái điều mà thầy muốn chia sẻ Và bây giờ các bạn thấy là ngoại trừ những cái thông tin chúng ta nhận được đó Những cái người mà lãnh đạo của SEC đó Các bạn thấy được bây giờ là chủ tịch là Jay Clayton Nhưng mà Jay Clayton đó là sẽ hết kỳ hạn trong thời gian gần đây Có nghĩa là trong vòng thường nhớ là khoảng chừng là một tháng nữa là Jay Clayton sẽ hết kỳ hạn Nhưng mà Hester Pierce rất là một trong những cái người lãnh đạo của SEC đó Mà rất là có thiện cảm với lại thị trường crypto Cũng như là cái người mới vào Elad Roisman Cũng là một người mà rất có thiện cảm với crypto ở SEC đó thì có 5 người lãnh đạo các bạn thấy được là Jay Clayton, Hester Pierce, Elad Roisman, Allison Lee và Carolyn Crenshaw những người này những người lãnh đạo của SEC mà bây giờ ngay cả những người mà thân thiện với crypto đó vẫn không có lên tiếng các bạn thấy được là Hester Pierce hoàn toàn im lặng trong cái vụ kiện này khiến cho nhiều người tin tưởng là đây là một cái vụ kiện mà SEC có rất nhiều bằng chứng cho nên chúng ta cần phải tiếp tục chờ đợi thì chúng ta trở lại với lại cái cuộc bỏ phiếu mà Thuận đã tổ chức ở trên Thuận Capital.com thì các bạn thấy được là đứng trước tình hình bây giờ đó phần lớn mọi người là 32 57% chúng ta thấy được là đã mới vừa có sự thay đổi là 32,57% nói là không làm gì hết và thật ra đây cũng là lựa chọn của thuận hiện bây giờ cái mà các bạn có thể biết là thuận lưu trữ một phần nhỏ XRP đã lưu trữ nhiều năm và cho đến thời điểm bây giờ thì thường cũng không làm gì hết tiếp tục chờ đợi thôi tại vì chúng ta thấy được là XRP à, đã đi xuống cũng khá nhiều nếu như mà chúng ta muốn hành động thì cũng đã hành động trước đây những bạn khác thì nghĩ là đây là thời điểm tốt để mà bắt đáy nhưng mà nhiều bạn thường này đã bán đồng XRP chưa thường vẫn chưa có bán Thường có suy nghĩ đến bán hay là không thì thường cũng có một số những cái suy nghĩ tại vì bạn thấy là tên thì bây giờ đó nếu như mà Thuận thoát ra khỏi XRP dồn tiền về Ethereum thì có thể là khả quan hơn nhưng mà thường vẫn suy nghĩ và thường vẫn chia sẻ trên những mạng xã hội để các bạn có thêm những cái thông tin nhưng mà cho tới bây giờ thường vẫn chưa có bán nhưng mà nếu như mà có đi nữa thì cũng sẽ dồn đồng XRP vào Ethereum để có thêm đồng Ethereum đây có thể là một lựa chọn tốt hơn. Thuận sẽ có quyết định trong vòng một hai ngày tới. Các bạn hãy theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội. Còn về việc là bây giờ có phải là thời điểm tốt để bắt đáy XRP hay là không thì đó là tùy theo quan điểm của mỗi người. Các bạn thấy được là bây giờ thì nhiều bạn nhìn vào cái sự xuống giá 50% trong vòng 7 ngày là một cái sự xuống giá mà có thể là bắt đáy và có lợi nhận được thì những ai nào mà đã có suy nghĩ đó ngày hôm qua đó thì thường cứ Chúc mừng các bạn, tại vì thường đã thấy nhiều bạn có suy nghĩ tương tự và ngày hôm nay các bạn thấy được là XRP đã lên 21% trong khi là phần lớn những cái crypto chỉ lên có 4%, 2%, 8% mà thôi nhưng mà XRP bản thân đã lên tới 21% cho nên như mà nào mà đã bắt đáy được ngày hôm qua thì cũng chúc mừng các bạn. Đây là một cái cuộc chơi rất là nguy hiểm và bản thân tôi bây giờ thì vẫn tiếp tục chờ đợi xem cơ tình hình kế tiếp như thế nào và nếu như mà thuận có hành động đi nữa thì cũng chỉ là đẩy đồng XRP vào đồng USDT mà thôi. Đây chính là điều mà thuận sẽ chia sẻ sau này và. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận cũng muốn chúc các bạn có một cái mùa Giáng sinh vui vẻ. Ngày hôm nay là Christmas Eve, nghĩa là ngày mai là ngày lễ Noel ở Hoa Kỳ. Hôm nay đây là ngày lễ Noel ở Việt Nam, cho nên chúc các bạn có một cái ngày lễ Noel vui vẻ. Ngày mai là ngày lễ Noel thì sẽ không có video, thì sẽ thời gian để mà ở bên cạnh gia đình cho nên Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp sau ngày lễ Noel. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà bạn tham gia vào một cái sàn như thế nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin Fx hay là các bạn tham gia vào sàn Margin LMT, sàn Fx thì hiện bây giờ là không hỗ trợ US Trader nhưng mà sàn Margin LMT thì sẽ có hỗ trợ và hiện bây giờ đây là một sàn mà các bạn có thể nhận được cái ưu đãi lên tới 410 đồng Tether khi mà các bạn tham gia vào và thực hiện một số những cái điều khoản và điều kiện như các bạn thấy trên màn hình và đây là một cái sàn mà có copy trade các bạn có thể là copy những trade được khác và ngoài chi điều này ra, các bạn có thể tham gia vào những sàn như là Binance quốc tế như là Binance.com đó các bạn thì được giảm 20% phí giao dịch spot và 10% phí giao dịch future các bạn bấm vào cái link đăng ký đó các bạn có thể thấy được là chúng ta nhìn vào cái thông tin thì sẽ để là kickback rate 20% dành cho những bạn nào mà có hứng thú các bạn thấy được đây là cái dẫn chứng nếu mà muốn nhận được 20% từ thuận capital và ngoài chi đi ra các bạn có thể là tham gia vào sàn Binance US hỗ trợ US trade sàn binance.com thì các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào 1 trong 2 link này cả hai link bấm một link thôi các bạn đăng ký sẽ nhận được cái ưu đãi của cả hai future và spot đây là cái sàn binance.com cho quốc tế còn nếu như bạn ở hoa kỳ thì chỉ có thể sử dụng sàn binance us mà thôi sàn margin bybit là một sàn mà các bạn tham gia vào giao dịch thì có thể nhận được một số những cái bonus cũng như là phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10%. Sàn Coinbase hỗ trợ USA, Anh và Úc và hai bảy quốc gia là một trong những cái sàn mà đơn giản nhất cho những bạn mới tham gia vào và các bạn deposit 100 đô sẽ được tặng 10 đô la. Và cuối cùng là ứng BlockFi đây là một cái ứng dụng các bạn tham gia lending có lãi hàng tháng và bây giờ tham gia vào ứng dụng BlockFi các bạn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô. Những thông tin chi tiết sẽ ở phía video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tại vì các bạn